Tiền nói vấn đề về giá thì tiếp theo trong video này, Đặng Tuyết sẽ chia sẻ ra một cái cách bán hàng khác, cũng khá là cơ bản, để anh chị em hình dung là những người kinh doanh như mình thì luôn cần làm rất là nhiều việc. Khi kinh doanh mua bán, kiểu gì cũng phải có lúc bạn gặp phải khó khăn, kiểu như là dịch bệnh này, thiên tai này, việc làm bị hạn chế khiến túi tiền của mọi người mỏng đi. Ví dụ về ngành thời trang chẳng hạn, để mà bán được cái đầm, cái áo tầm giá khoảng 250.000 đến 1 triệu cũng nan giải đúng không? Khách hàng họ đắn đo, hàng hóa thì chẩn lại, không bán được mấy, khiến người làm kinh doanh phải làm nhiều việc hơn. Vậy theo mọi người, những lúc như thế này phải làm thế nào? Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Kiếm Tiền Edu Channel của mình. Và mình là Đặng Tuyết, người sáng lập ra blog kiếmtiền.edu.com, nơi chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh và kiếm tiền cùng với mọi người. Thì khi làm kinh doanh, bán hàng, chúng ta sẽ luôn phải đối diện trước rất nhiều vấn đề xoay quanh việc tìm khách, đơn hàng, lợi nhuận, v.v. đúng không? Thậm chí là về cả giá bán nữa. Mình ví dụ, đơn cử như việc nhiều bạn làm kinh doanh không biết nên đặt giá nào, đặt giá thấp hay là giá cao. Khi nào chúng ta nên chỉnh giá thấp xuống và lúc nào nên tăng giá cao lên. Thì việc tăng hay giảm giá bán, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái chiến lược bán hàng của các bạn, vào tình huống kinh doanh cũng như là thời điểm bán hàng của bạn nữa. Trước lấy thí dụ, khi hàng mình nhập về cả một xe công thì giá Tuyết nhập được sẽ rẻ hơn khoảng 5 đồng, thậm chí là 3 đồng thôi. Giá nhập vào cả xe lúc nào cũng rẻ hơn rất nhiều so với bạn mỗi lần chỉ lấy có một vài kiện hàng. Lúc này bạn vẫn phải chịu cái giá đầu vào cao hơn, có thể là 7 đồng chẳng hạn. Chưa kể là phí vận chuyển nọ kia nữa. Hàng mà lấy lắc nhắc tốn cước lắm đấy. Bạn Nguyễn Duy có đang xem cái video này không? Bạn chú ý tính lại cái chỗ này nha. Mình lấy được giá rẻ thì Tuyết bán giá rẻ. Có thể lúc đầu bán 7 đồng, 6 đồng, thậm chí là thấp hơn là 4 đồng chẳng hạn. Thì Tuyết tận dụng triệt để cái lợi thế về giá mà mình có để chiếm ưu thế về sau này. Kiểu khi cho khách hàng họ mua được cái hàng giá hời và hàng chất lượng, khách hàng cực kỳ thích thú, họ khoái, họ sẽ đánh giá tốt, họ tin bạn hơn và sẽ đánh giá 5 sao cho bạn. Điều này lại cực kỳ lợi hại khi mà bạn bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Vậy thì khi mà bán giá thấp rồi thì chúng ta sẽ tăng giá khi nào? Làm sao để mà bán được hàng giá cao? Thì các bạn hãy xem tiếp cái video này nhé. Đã bán khoảng 100 đơn, 200 đơn với cái giá thấp, có đánh giá, có feedback tốt đủ kiểu rồi. Sau đó Tuyết mới tăng cái giá bán lên gấp đôi, thậm chí là tăng gấp 3. Sau tăng giá mình bán vẫn tốt, vì các lượt bán sau này, khách mua hàng là nhờ vào những cái đánh giá 5 sao trước đó. Nhìn hình ảnh, đọc nội dung phản hồi rất là ấn tượng, thì tất cả những điều đó nó làm tạo cái niềm tin để mà khách đưa ra cái quyết định mua hàng của mình. Thì lúc này mình mới bán giá cao được. Thì thường xuyên có bạn thắc mắc kiểu là vì sao có lúc bán lại rẻ thế, rồi có lúc thấy họ để giá cao mà vẫn bán được, còn bạn bán rẻ bèo nhèo mà lại không có ai mua mấy. Thì đấy là ưu thế về giá. Mình tận dụng triệt để ưu thế này, tạo nên một cái loại tài sản kinh doanh vô hình của mình. Bạn cũng có thể ấn share cái video bài học này về Facebook hoặc là Zalo để mà nghiên cứu và thử áp dụng cái hướng dẫn bán hàng đó của mình nhé. Dĩ nhiên một số bạn đã có cuốn sách, mình chia sẻ thêm chiến lược kinh doanh thì hẳn bạn cũng thấy là Đặng Tuyết chia sẻ qua nhiều cách trong đó rồi. Đối với sách thì chia sẻ kỹ hơn vì sách mình có không gian để viết. Thì làm kinh doanh anh chị em cứ lục lọi bắt chước, học hỏi mà làm nha. Thì bây giờ mình nói tiếp câu chuyện là có nên giảm giá bán để mà cạnh tranh không? Để giúp các bạn có một nơi chia sẻ, thảo luận về các vấn đề kinh doanh và kiếm tiền thì mình đã tạo ra một cái hội nhóm trên Facebook có tên là Học viện Kinh doanh. Các bạn hãy tham gia vào. Mọi người đều thảo luận tất cả các vấn đề ở trong đó và cái link hội nhóm mình để dưới phần mô tả, ngay bên dưới cái video này. Thì hôm bữa có bạn đặt câu hỏi là có nên giảm giá bán để cạnh tranh không? Thì mình đã nói rồi. Nên là mình xin đính chính lại với bạn là nên tăng giá hay giảm giá khi nào? Thì chỉ làm khi mà bạn đã có một cái mục đích rõ ràng và cụ thể. Mình gặp thường xuyên những tình huống kiểu là sửa giá xuống 239.000 để dọn kho, thi thoảng thì mới có người mua. Nhưng mà những cái đợt nhập đơn hàng mới, Tuyết đẩy giá lên 299.000 thì tự nhiên khách lại đổ mua hàng y xèo lên,
Điều mà Đặng Tuyết muốn chia sẻ với anh chị em ở đây là gì? Giảm giá chưa bao giờ là cái cách duy nhất để mình cạnh tranh cả. Mọi người cần phải thử nhiều khung giá, xem khung giá nào khách hàng vừa ý nhất thì mình để giá ở cái mức ấy. Hoặc là giảm giá thì bạn sẽ đổi lấy lại cái điều gì? Như ví dụ ở cái phần đầu mình đã chỉ rồi đó. Thì để làm sao mà lúc mà tăng giá lên mọi người vẫn bán được? Nên ở đây mình nhắc lại mọi người là nhất cử nhất động cho việc điều chỉnh giá bán thì đều dựa trên những cái tính toán rõ ràng nhé. Mọi người ấn nút chia sẻ cái video này để mà học lại. Xuyên suốt các video mà mình chia sẻ về kinh doanh bán hàng trước đây thì Đặng Tuyết luôn nhắc đến nhiều vấn đề quan trọng để cho các bạn lưu ý mà làm rồi. Thì nhiều anh chị em nhắn tin hỏi có những cái điều rất là cơ bản mà mình đã từng nói ở trong các video trước rồi. Các bạn không xem hết rồi hỏi lại sẽ lãng phí cái công của mình bỏ ra làm cho anh chị em xem. Nên là trước khi mà comment hỏi thì tốt nhất là mọi người nên dành thời gian xem hết các video của mình đã làm trên cái kênh YouTube Kiếm Tiền Edu này nhé. Chứ Đặng Tuyết không phải là khó khăn gì với mọi người đâu nha. Có những thứ nếu mình đã nói rồi thì mình sẽ không nhắc lại nữa. Nên là dù bận bịu tới đâu, anh chị em chịu khó xem từng cái video của mình làm. Để có hỏi thì mọi người hỏi câu nào mới mới ấy. Tiện đây Đặng Tuyết thông báo để cho mọi người biết là đó là mình có đặt cái link donate ở bên dưới mô tả. Những bạn nào mà yêu mến Đặng Tuyết thì có thể donate cho mình nhé, để gom tiền mình đi ăn lẩu. Hoặc bạn nào đặt câu hỏi và donate cho mình thì mình sẽ ưu tiên trả lời câu hỏi của bạn đó nhé. Vì có quá nhiều bạn gửi câu hỏi cho mình qua inbox rồi qua email, mình không trả lời hết được. Có những bạn mình trả lời xong thì im ru không một lời cảm ơn. Thiệt là buồn hết sức vậy đó mà. Thế nên là mình sẽ ưu tiên trả lời cho những bạn mà đã donate cho mình nhé, vì tấm lòng và nhà ý của các bạn. Về các chiến lược tăng giá bán như thế nào thì Đặng Tuyết còn hướng dẫn bạn trong một cái video khác. Nên là bạn hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn cái nút chuông này để YouTube còn thông báo cho bạn biết là lúc mình đăng cái bài học mới lên nhé. Tiếp theo, Đặng Tuyết sẽ chia sẻ thêm cho bạn một phần khác trong chiến lược kinh doanh của mình. Các bạn cùng xem nhé. Tiền nói vấn đề về giá thì tiếp theo trong video này, Đặng Tuyết sẽ chia sẻ ra một cái cách bán hàng khác cũng khá là cơ bản để anh chị em hình dung là những người kinh doanh như mình thì luôn cần làm rất là nhiều việc. Khi kinh doanh mua bán, kiểu gì cũng phải có lúc bạn gặp phải khó khăn, kiểu như là dịch bệnh này, thiên tai này, việc làm bị hạn chế khiến túi tiền của mọi người mỏng đi. Ví dụ về ngành thời trang chẳng hạn, để mà bán được cái đầm, cái áo tầm giá khoảng 250.000 đến 1 triệu cũng nan giải đúng không? Khách hàng họ đắn đo, hàng hóa thì chững lại, không bán được máy, khiến người làm kinh doanh phải làm nhiều việc hơn. Vậy theo mọi người, những lúc như thế này phải làm thế nào? Lúc khó khăn không bán được hàng thì bạn làm kinh doanh lúc này cần phải giỏi xoay sở một chút. Có rất là nhiều cách tùy theo cái ngành nghề mà chúng ta xử lý. Ở đây mình sẽ bày cho các bạn một cách. Nếu khách hàng họ ngại chi, lúc này mình sẽ áp dụng cái chiến thuật là chia nhỏ giá ra. Làm gì đó để dẫn dắt khách hàng chi tiêu vào những cái thứ nho nhỏ, ví dụ như dưới 100.000, 50.000 thôi. Thí dụ mình bán thời trang, bây giờ cũng phải nhập thêm cái phụ kiện như băng rô, cài tóc, khăn cuốn tóc như thế này để mà bán, nhằm tìm thêm những cái khách hàng tiếp theo, để mà làm đầy thêm cái danh sách khách hàng của mình. Dù trước đó là mình không hề nghĩ cái dòng phụ kiện mix đồ này sẽ có lúc là đóng vai trò lớn. Thì vì sao lại là phụ kiện thời trang? Chắc bạn đoán là nó có thể kết hợp dễ mix với các sản phẩm thời trang đúng không? Thì đó là cái lý do thứ nhất. Lý do khác nữa là thông thường một cái áo, một cái chân váy mình bán giá tầm 200.000, 500.000, cả triệu cũng có. Giữa cái thời điểm khó khăn này mà đùng một cái chạy quảng cáo, khách phải trả một cái nắm tiền lớn thì họ rất là khó mua. Thì cần phải làm gì? Thì mình cần thêm những cái sản phẩm khác để mà chia nhỏ giá ra. Nhiều khi không phải là khách họ không có tiền mà chỉ cần một cái lý do thôi. Mình chia nhỏ giá ra để khách hàng họ kích hoạt lại cái thú vui mua sắm của họ. Thì đây chỉ là cái vấn đề về tâm lý thôi. Mình bán được nhiều phết đấy. Khoảng tháng trước, ngân sách quảng cáo của mình chạy test thử nửa tháng hết khoảng 29 triệu quảng cáo và chốt được khoảng 500 đơn kiểu này. Dĩ nhiên là để bán được như thế, mình cần chạy 1 đến 2, thậm chí là 3 chiến dịch test quảng cáo khác nhau.
Trong trường hợp này, mình chạy các nội dung chia sẻ, hướng dẫn họ cách phối đồ, cách mix đồ. Nội dung kiểu là bí kíp chọn phụ kiện cho bạn những kiểu ảnh đẹp qua loạt chiêu này, hay là tư thế chụp ảnh cực đẹp cho mạng xã hội trầm trồ, kiểu thế. Hoặc đeo bầm cho bé cũng đáng yêu chứ đúng không? Bước này thì mình không kỳ vọng vào việc là ra đơn nha mọi người, mà để tăng cái tỷ lệ mua hàng, bạn phải nhắc đến cái tên thương hiệu của bạn, gieo vào đầu khách hàng. Nhắc về việc sử dụng cái sản phẩm bạn sẽ bán, kiểu như là thời trang Phantom hướng dẫn bạn thêm một kiểu mix đồ số 2. Ở kiểu này bạn cần sử dụng một cái băng đô họa tiết toán học, ví dụ kiểu thế. Quảng cáo đầu tiên là có nhắc về bạn trước đã, cho khách hàng họ nhìn thấy bạn cái đã, biết đến bạn cũng là một cái đơn vị đáng tin cậy. Sau đó mới chạy bán hàng thì cái tỷ lệ khách đặt mua hàng nhiều lên đáng kể. Còn nếu mà bạn chạy thẳng quảng cáo bán hàng vào mặt khách hàng luôn á, thì bạn vẫn sẽ trở nên vô hình trong mắt khách hàng. Tiếp theo là mình chạy mục tiêu để mà tiếp cận tối đa cái lượng khách hàng có thể và giảm thiểu cái việc bỏ sót khách hàng, sau đó mới là quảng cáo bán hàng anh chị em nhé. Vì nếu chỉ chạy mỗi cái mục tiêu là tin nhắn thì Facebook không hiển thị đủ mọi khách hàng cho bạn đâu. Dĩ nhiên, tùy từng ngành nghề, sản phẩm sẽ có những đặc thù riêng mà anh chị em cần phải điều chỉnh cái quảng cáo cho phù hợp. Hay là bạn nào mà chưa biết chạy quảng cáo Facebook, hoặc là cứ chạy đại lò mò mò mẫn mà chạy chưa tối ưu quảng cáo Facebook bán hàng như thế nào á, thì mình có để cái link chương trình học quảng cáo Facebook ở bên dưới này. Mọi người vào đây và đăng ký học chạy quảng cáo Facebook nhé. Đây là chương trình học làm quảng cáo Facebook, Đặng Tuyết làm theo đề nghị của những anh chị em đang theo dõi mình, để mọi người dù ở đâu cũng có thể học được. Chủ yếu là các anh chị em quen biết nhau học cả thôi. Hầu hết thì các anh chị em học đều thấy rất là dễ hiểu, gần gũi và thiết thực. Bạn chịu khó học kỹ một xíu là dư sức làm rồi. Về giá bán, mình sử dụng cái chiến thuật là đồng giá. Chiến thuật bán hàng đồng giá này thì mình cũng đã làm một cái video để nói riêng về nó rồi. Thì xem hết cái video này, bạn có thể mở YouTube ra và tìm kiếm với cái từ khóa là mẹo bán hàng, kiếm tiền Edu. Thì đây, nó sẽ ra cái video mẹo bán hàng thứ nhất là chiến thuật bán hàng đồng giá đây. Bạn nào mà muốn xem tiếp cái mẹo thứ hai thì click vào video mẹo thứ hai đây luôn. Nhưng nhớ là xem hết cái video này rồi mới xem tiếp hai cái video đó nhé. Rồi tiếp, mình nói thêm thôi để mà bạn nào kiểu như mít đặc lắm ấy thì cũng vỡ ra được mà làm nhé. Thì đầu tiên mình để đồng giá là 50.000 một chiếc và mình chạy thử nghiệm thấy là ok. 50.000 thì bỏ bèn gì, không bỏ bán còn chưa đủ tiền ship. Nhiều bạn sẽ nghĩ như thế đúng không? Nhưng mà trong một rừng đủ màu sắc đó, nếu anh chị em biết vận dụng thêm cái hiệu ứng đi siêu thị nữa, thì lúc này có phải là họ đâu chỉ mua mỗi một cái thôi đâu đúng không? Thì ở đây mình đã cài thêm một cái chiến lược giá nữa vào. Ví dụ đối với đơn hàng 220.000, chị em còn được miễn phí tiền vận chuyển đến tận giường, thì phần lớn khách hàng họ sẽ click chọn thêm 4 cái nữa cho đủ tiêu chí là miễn phí ship đấy của mình. Áp dụng cái chiến lược đồng giá và upsell kiểu này, trong quá trình nghe các bạn tele sale gọi điện xác nhận đơn hàng thì Tuyết nhận ra khách hàng vẫn thích mua thêm hàng để được miễn phí ship hơn là phải trả cả phí vận chuyển. Hơn nữa là có những khách ở xa, cước vận chuyển cũng bị đổi giá lên đáng kể. Mà bạn thấy đấy, nếu bạn biết cài thêm cái chiến lược giá kiểu này thì khi khách hàng họ chọn 5 món, số tiền mà khách sẽ trả là 250.000 chứ không còn là 220.000 nữa. Phải chưa? Nó vượt xa cái con số kỳ vọng của mình. Giá trị mỗi đơn hàng bạn bán được nó sẽ tăng lên. Lời là lời ở chỗ này nhé anh chị em. Mình bán được nhiều phết đấy. Sau đó mình tăng từ 50.000 lên 69.000 mỗi cái. Đã nói là mình rất là tham tiền chưa nhỉ? Đó là chưa kể bạn nên để thêm các sản phẩm đồng giá cao hơn như thế này. Tùy túi tiền của khách hàng, ai chọn mua gì thì mua. Nhưng cái được lớn nhất vẫn là giúp Tuyết tạo thêm được cái tệp khách hàng mới, những khách hàng có sở thích mới. Mới là mới với mình nhé, là sở thích màu mè này. Ngoài trang điểm mặc đẹp ra, họ còn thích mang thêm phụ kiện ra đường, mang thêm phụ kiện chụp ảnh. Thì với cái chiến lược này, anh chị em còn tìm được thêm tệp khách hàng cởi mở thích mua sắm nữa. Mình gọi là khách hàng thân thiện. Bán hàng mà gặp phải cái khách hàng kiểu này, cảm xúc rất là sướng lắm. Vì anh chị em biết rồi, trong thời điểm việc làm khó khăn, tiền ít mà có những khách hàng sẵn sàng họ mua những cái thứ đó, nhiều khả năng đây là những người có điều kiện làm ra tiền,
đặc biệt là họ thoáng trong cái việc chi tiêu. Nhớ làm là chỉ bán hàng hóa tốt nhé, để chăm sóc khách hàng tốt sau bán, sau này bán hàng cho họ rất là sướng. Còn lại những người không chịu mua thêm, họ chỉ đặt một cái thì sao? Thì anh chị em thôi, gửi một cái cũng không sao. Bạn nên chuẩn bị thêm một cái combo mới hấp dẫn hơn. Lúc gọi điện xác nhận đơn hàng á, bạn tranh thủ chốt thêm. Lúc đó có thể họ sẽ thích mua. Nhưng nếu họ chưa mua thêm, có thể là họ chưa có tiền, người ta chỉ mua một cái. Dĩ nhiên là cái tệp khách hàng này không phải là khách hàng bỏ đi, mà chúng ta sẽ chăm sóc tiếp, bán hàng xịn nữa. Thì sau này khách hàng họ sẽ quay lại rất là nhiều. Chiến lược chăm sóc khách hàng làm sao để mà họ quay trở lại mua, thì nói thật ra là các bạn cần phải làm nhiều việc lắm đó. Những ai có sách của mình rồi đọc thì biết. Hoặc là nếu như mà anh chị em xem video này thấy hữu ích, like video nhiều, thì lần sau mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chia sẻ về cách chăm sóc khách hàng sau bán để cho mọi người làm nhé. Rồi, video này cũng dài rồi. Bạn muốn kinh doanh sản phẩm gì hay là có câu hỏi nào, mọi người để lại bình luận bên dưới nhé. Đặng Tuyết sẽ lọc ra và làm một cái video cùng hướng dẫn cho các bạn xem nha. Bye bye.